rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ thắp lên lại niềm vui trong tôi thắp ước mơ. Mời vào. Chào bác sĩ. Chào anh, mời anh ngồi. Dạ. Tôi có nghe trợ lý báo là có anh công an điều tra tới. Không biết tôi giúp gì được cho anh. Tôi mới xem được một chương trình trên TV mà bác sĩ tư vấn. Tôi có một vài thắc mắc cho bác sĩ cho ý kiến. Tôi đang nghe đây. Vào khoảng 15 năm trước, có một vụ thảm sát ở một ngôi nhà vùng biên giới. Người mẹ trước khi chết còn bị cưỡng hiếp trước mặt các con của mình, gồm một trai và một gái. Tôi muốn hỏi liệu điều đó sẽ có ảnh hưởng đến tâm lý của những người con sau này không? Hoặc khi chứng kiến bối cảnh hay là một vật gì đó từng có mặt ở hiện trường trước đây, thì người con gái, con của nạn nhân đó có thể sẽ phát điên và chấn động mạnh, có thể là mất kiểm soát. Về việc nhìn thấy người khác cưỡng hiếp khiến cho tâm lý cô ta bị rối loạn, như lời anh nói, có thể trong bối cảnh thơ ấu của mình cô ấy đã từng chứng kiến chuyện đó, hoặc là bản thân mình bị như vậy. Nếu như thật sự chuyện ấy xảy ra thì bộ não của cô ta giống như một máy tính được khởi động lại, sẽ có một vài ký ức xuất hiện lộn xộn, nhưng cũng chưa hẳn là toàn bộ sự thật. Còn một vài thắc mắc cần phải được giải quyết. Thứ nhất là cô ấy chứng kiến cảnh đó trong tình huống nào? Thứ hai là cô ấy trong mười mấy năm mất tích đã sống ra sao? Nếu thực sự như vậy thì mình phải làm sao hả bác sĩ? Hiện tại bây giờ đang có một căn bệnh gọi là personality disorder, hay nói cách khác, đó là tập hợp các biệt định trạng thái của các đối tượng có cách sống, cách cư xử và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt. Khi đó họ chưa hội đủ các bệnh lý của một căn bệnh tâm thần đặc trưng. Nhưng tốt nhất á, anh nên đưa cô ấy tới gặp tôi để tôi làm một bài trắc nghiệm tâm lý, và lúc đó thì mới rõ ràng được. Còn bây giờ mọi chuyện vẫn là giả thiết. Tôi muốn hỏi, nếu như bây giờ đưa cô ấy tới hoàn cảnh thực địa như thật thì tâm lý của cô ấy có thể sẽ bộc phát hay không? Nếu đó là tác nhân trực tiếp thì khả năng là 30%, vì yếu tố môi trường khách quan rất là quan trọng. Nó sẽ khiến bệnh nhân gần như nhìn lại quá khứ của mình vậy. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn. Tôi sẽ sớm đưa cô ấy tới gặp bác sĩ để khám. Tôi cũng muốn sớm gặp cô ấy để xem bệnh tình như thế nào. Nhưng anh hãy nhớ một điều là nếu như hệ thần kinh trung ương bị kích thích lâu dài thì hệ quả rất là xấu. Tình hình xấu nhất là gì hả bác sĩ? Lúc đó bệnh nhân sẽ mất hoàn toàn cảm nhận với cuộc sống thực, hay nói cách khác là bệnh nhân sẽ phát điên đó. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. Anh sẽ không để cho em bị điên đâu. Anh sẽ chữa bệnh cho em. Nhưng điều cần nhất bây giờ là em phải để lộ gió mọc của mình ra. Mà cách này phải cần tới hai đa. Liệu mình có quá mạo hiểm khi dùng tới cách này không? Ở đó có gì mới không? Hai đá không chịu ra ngoài. Được rồi, tôi sẽ tới đó coi như thế nào.
xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Mật Mã Hoa Hồng Vàng 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNLi tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNLi trên Google Play hoặc App Store.